Các nhà bán lẻ và tiểu thương Mỹ tung ra các sản phẩm mang chủ đề con heo để chào đón Tết nguyên đáng mà các doanh nghiệp lớn và nhỏ hy vọng sẽ mang lại may mắn trong năm kỷ hợi. Chuỗi tiệm Macy của Mỹ mở màn Tết nguyên đáng tại cửa tiệm lớn nhất ở New York bằng một màn trình diễn múa lân đặc sắc. Sự đa dạng và đầy đủ thành phần là một trong những giá trị cốt lõi của cửa hàng Macy và chúng tôi cam kết tiếp tục phát huy điều đó trong nội bộ lẫn với khách hàng. Thật vui để ăn mừng dịp lễ hết sức đặc biệt này. Hai màu chủ đạo đón chào Tết Nguyên Đán vẫn là đỏ và vàng, nhưng cũng có nhiều mặt hàng cho những ai muốn tìm kiếm một cách diễn tả xác thực về năm hợi. Khách mua sắm có thể tìm thấy những chiếc áo len và áo thun có in hình các chú heo con có cặp mắt tròn xe. Tại quầy mỹ phẩm thương hiệu Kiehl trình làng các sản phẩm dưỡng da có chủ đề con heo. Các nhà hàng quốc tế khác cũng giới thiệu các sản phẩm có kiểu cách tương tự. Đối với những khách hàng muốn săn tìm những món đồ độc đáo có giá phải chăng, thì không nơi nào là hơn phố tàu ở New York, nơi nhiều người mua sắm đồ trang trí thực phẩm và pháo Tết. Ông Wellington Chen, giám đốc điều hành đối tác phố tàu cho biết nhu cầu mua các mặt hàng trang trí Tết tại thời điểm này lúc nào cũng cao nhưng việc cung ứng có chút khó khăn. Nhiều tiểu thương năm nay đã đặt hàng trước vì lo rằng một số sản phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, vốn đã gây nên tình trạng ứ động hàng tại biên giới. Đợt chính phủ Mỹ đóng cửa một phần mới đây cũng gây ra một số đình trệ tuy vậy sự háo hức của người mua sắm và các nhà bán lẻ những người ăn mừng dịp lễ hội lớn nhất của năm âm lịch vẫn không hề giảm sút